Hôm nay chúng ta đến với một cái ca tương đối đặc biệt một xíu. Bạn này trẻ nhưng cái dáng tướng vú rất không đẹp ở chỗ là và các bạn nhìn đây nè, bình thường á đó là cái dáng tướng vú nó sẽ như thế này. Như thế này có nghĩa là từ cái nếp đằng trên vú đến đầu ngực á, chúng ta chia làm 3 đoạn. Và từ cái đầu ngực tới cái nếp đằng dưới vú chúng ta chia làm 2 đoạn và 5 cái đoạn này bằng nhau. 3 ở đây. Và 2 ở đây, 5 đoạn này bằng nhau. Thế nhưng bạn này nó sẽ như thế này. Bạn theo dõi ha. Cái phía trên này á giống như nó chia làm 2 đoạn mà phía dưới này nó lại chia làm 3 đoạn. Như vậy trong cách làm á buộc chúng ta phải may cái chân này về đây để cho nó ngắn ra lại, tức là may cái này cho nó ngắn lại đây, và chúng ta phải tạo là cái tỷ lệ là số 3 này đi lên trên và số 2 này đi xuống dưới. Có nghĩa là chúng ta tạo lại tỷ lệ 3-2 chứ không phải là tỷ lệ 2-3. Thì đặc biệt của ca này là như vậy. Quay trở lại trường hợp này thì các bạn biết là đây là cái chân của bầu ngực này, thì chúng tôi phải may nó lên đây để cho cái khoảng này nó được rút ngắn lại. Bên này cũng vậy, cái chân bầu ngực đang ở đây thì chúng ta phải may nó lên đây, tức là chúng ta phải may lên khoảng gần 2 cm thì lúc đó mới tạo được cái tỷ lệ 3-2 được. Thì cái đặc biệt của ca này là như vậy. Giới thiệu cái ca này, giới thiệu trường hợp này để các bạn khi đánh giá cái tướng vú của mình, để các bạn tự đánh giá coi là từ cái nếp nằm trên vú tới đầu ngực này, cái tỷ lệ này nếu chia làm 3 đoạn thì từ đầu ngực tới dưới cái chân bầu ngực này có phải là 2 đoạn không. Nếu mà tỷ lệ nó đang đỏ ngược thì tướng vú nó đang bị sa thể rồi đó, cần hỗ trợ bằng những cái phương tiện như là ống nâng ngực hoặc trong cái làm đẹp thì phải điều chỉnh cái bầu dưới này cho nó ngay ngắn lại. Chào các bạn nhé.